Vui mà. Thử con đầu tiên coi. Coi tiếng chạy làm sao. Họ lấy cái thùng nu ly của tụng chảnh luôn nha. Cái hộp đồ nghề luôn. Thế là anh xài luôn cũng được. Để lóc lại uổng. Nước khỏi thai. Nước đừng có thai, cứ châm vô thôi. À, cũng như hết, châm vô thôi. Châm vô thôi. Đừng đổ nước xong vô nha. Ờ, tại là mua ba này là thai không chứ đâu có... Cậu thị bồ ơi. Cậu thích không xuống này rồi. Xiết ốc lại. Đây nó gì nữa nè. Không, cái con này chưa xiết nè. 17 ra miệng mà vòng vòng, bỏ vòng cho xiết. Ờ đúng rồi. À, là hết dầu bọt luôn đó. Rồi. Ngon lành. Bỏ 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 vòng. Đó. Rồi. Phải 300 mấy mới được. Đúng rồi, hôm nay phải 3 mấy mới được. 35 mới được. Dạ đúng rồi. Tiếng tu rồi. Dạ. Vô cái thằng quay lại á. Đặt vô tới đó thì mình không quay nó lại. Để nằm đúng rồi phải không? Để nằm đít xuống. Nằm đít xuống. Đúng rồi, nằm dưới đó. Đứng nha, tiếp ảnh lên nè. Đặt xe lên đi. Rồi, dở lên. Dở dở cái chân. Tiếp tiếp ảnh nha. Đúng không? Để lên mình đưa cái nhíp cái nhíp vô cho mạnh. Không? Đóng thử coi. Không vừa. Không vừa. Đúng rồi. Nằm xuống có được rồi. Nó nằm xuống có được. Vô phải để mày chơi xuống. Cái cây phải tháo mẹ cái cây ấy ra. Ở đây gãy không sao đâu. Đúng rồi. Ra được là nó nằm ở dưới luôn hả? Đưa tháo một con được đâu tháo rồi tao lao lượn. Chưa lên vào chưa anh vào. Kêu ông dầu chưa xuống chưa đủ lấy đổ thêm dầu đi.